Bên em được chứng nhận đầu tiên sản phẩm organic đầu tiên của Việt Nam. Dạ, yeah, nó là một doanh nghiệp duy nhất là đầu tiên ở Việt Nam là được chứng nhận organic từ nông trại cho tới các quy trình chế biến rồi ra tới sản phẩm. Hàn Quốc duy nhất một mình Việt Nam, chưa ai dám khẳng định điều đó, và ở Laman Cà Phê hãy dám khẳng định điều này. Dám khẳng định đây là cà phê organic. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Văn Đào TV, và hôm nay thì Nam đang đứng ở một cái gian hàng cà phê tại hội chợ công nghệ Gia Lai. Hôm nay thì Nam sẽ dẫn các bạn vào thăm một cái gian hàng cà phê. Mời các quý vị và các bạn theo Nam nhé. Cái này là dòng cà phê bên Robusta, còn này là dòng Arabica. Dòng Robusta thì nó sẽ đậm và đắng, nó sẽ đậm đà, còn dòng Arabica thì nó sẽ có vị chua nhẹ mà nó sẽ rất là thơm, nó làm cho mình dậy mùi cà phê, nó thơm hơn bình thường. Dòng Cooly nó là một sản phẩm của nó theo cái dòng Robusta, nhưng mà hàng Cooly nó sẽ đặc biệt hơn cái hàng cà phê bình thường, bởi vì như cà phê của mình á, nó sẽ là hai nhân, một hạt cà phê nó sẽ tách ra thành hai nhân, nhưng mà riêng cái hàng Cooly á thì nó sẽ tròn lại và nó chỉ có một nhân thôi. Dạ, nên dạ đúng rồi, nhưng mà nó rất là đậm và đắng. Đây là dòng 100% Arabica. Dạ, thì nó sẽ là vị thơm và vị chua nhẹ, nó rất là thơm. Dạ, cái này thì thường sử dụng cho khách Tây họ rất là ưa chuộng. Một cái máy xay để cho những người nào mà ví dụ như mình thích dùng hạt, nhưng mà về ở nhà thì rất là bất tiện vì mình không có máy, thì nó lại có cái một cái gọi là cái máy xay. Đấy, còn mình bỏ hạt đây mình xay đúng không? Dạ, đúng rồi. Ở đây cho đây. Cái sản phẩm đấy. Tức là dạ, cái sản phẩm qua tặng ha. Nó sẽ dùng cho cái dòng hạt như thế là, này. Trong đây là hạt của mình đúng bỏ rồi. Đây dùng máy xay để mình mua sản phẩm hạt về. Dạ. Mình dùng máy này mình xay luôn. Đúng rồi. Nó tất cả nó đều nằm vào trong cái quà tặng hộp. Ở trong cái hộp quà tặng như thế này. Các bạn, đây là gian hàng một thương hiệu cà phê được chứng nhận hữu cơ bởi các thương hiệu USDA Organic và một số những cái thương hiệu khác mình không đọc tên được các bạn. Ý là mình đọc tiếng Anh hơi kém. Các nhân viên. Và hôm nay thì mình sẽ vào mình quay cho các bạn xem một số những cái sản phẩm mà được trưng bày tại cái hội chợ công nghệ Robusta. Đây là mình sẽ quay cho các bạn đây xem những cái sản phẩm này. Đây. Đúng rồi. Vâng, hôm nay thì đây là một cô ở cửa hàng và sẽ giúp Nam sẽ đưa các bạn thăm cái gian hàng, và mời các bạn cùng theo Nam. Ok. Đây là ngay ở chiếc gian hàng này có một cây cà phê tươi các bạn. Có thể nhiều bạn uống cà phê nhưng có thể chưa biết cây cà phê, thì đây là cây cà phê các bạn nha. Và đây là các cái chứng nhận nông trại cà phê USDA đầu tiên ở Việt Nam. Giới thiệu giúp ví dụ những cái sản phẩm đây là như thế nào các bạn nhỉ? Dạ, đây là các dòng cà phê Robusta. Dòng... Bạn cầm cái này giúp thử dùng. Ok. Dạ, bên này á là dòng cà phê Robusta. Dạ, em cứ đứng sát vào không sao đâu, có khuôn mặt. Dạ. Cái này là dòng cà phê bên Robusta, còn này là dòng Arabica. Dòng Robusta thì nó sẽ đậm và đắng. Dạ, nó sẽ đậm đà, còn dòng Arabica thì nó sẽ có vị chua nhẹ mà nó sẽ rất là thơm, nó làm cho mình dậy mùi cà phê, nó thơm hơn bình thường. Thường thì người ta sẽ mix lại hai dòng. Dạ, thì nó sẽ đem ra một sản phẩm vừa đậm đà mà lại vừa thêm cái mùi thơm á, nhưng nó không bị mùi chua nhẹ. Gọi là dạ, cà phê trộn giữa Arabica không và không phải cả. Là trộn, gọi là mix. À mix, dạ, mix. Gọi là cà phê mix. Mix không phải, mix. Mình mix hai dòng lại với nhau á. À. Nghĩa là thường là một dòng bình thường thì là mình sẽ mix lại hai dòng với nhau để cho cái vị cà phê nó vừa đậm đà, nó vừa dậy với cái mùi hương vị thơm của cà phê của nó. Robusta và Arabica. Đúng rồi. Thì được mix ra một cái sản phẩm. Đúng rồi. Là bao gồm cả Arabica và Robusta. Mang một cái, nó sẽ mang ra một cái hương vị riêng biệt. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là bên em là đặt
đặc trưng 100% Robusta và 100% Arabica luôn. Tùy theo cái hương vị, tùy theo cái nhu cầu của khách hàng sẽ mix theo yêu cầu đó. Ví dụ như khách hàng muốn là đẩy cho khách hàng, ví dụ như những cái quán họ đẩy cho cái khách hàng tới cái hương vị đó, họ sẽ yêu cầu bên em đưa ra những cái hương vị như là mix giữa Arabica, phần trăm Arabica và Robusta như thế nào để tạo ra một cái hương vị đó, để cho họ uống. Dạ. Còn nếu mà muốn hưởng sử dụng được Arabica thì bên em cũng 100% Arabica có luôn, 100% Arabica nhập khẩu và 100% Arabica tại Việt Nam đều có. Dạ. Nhu cầu khách hàng. Dạ. Dạ. Thật ra là những cái thông tin cực kỳ thú vị các bạn. Thật ra Nam cũng uống cà phê, nhưng mà nghe cái từ Arabica với Robusta thì của Nam còn rất mơ màng. Hôm nay thì rất cảm ơn những bạn ở gian hàng của Laman Cà Phê sẽ giới thiệu những cái hương vị và biết làm sao gọi là Arabica với là Robusta. Và các bạn tiếp tục nha. Đây các bạn, cầm rồi, bạn cũng sát vào đây. Đây là cái dòng sản phẩm ở bên em. Dạ. Đặc biệt cái dòng, dạ, cái này á, cái dòng Cooly, nó là một sản phẩm của, nó theo cái dòng Robusta. Nhưng mà hàng Cooly nó sẽ đặc biệt hơn cái hàng cà phê bình thường. Bởi vì như cà phê của mình á, nó sẽ là hai nhân. Một hạt cà phê nó sẽ tách ra thành hai nhân. Nhưng mà riêng cái hàng Cooly á, thì nó sẽ tròn lại và nó chỉ có một nhân thôi. Dạ. Nên, dạ đúng rồi, nhưng mà nó rất là đậm và đắng. Còn cái dòng đây là dòng 100% Arabica. Dạ, thì nó sẽ là vị thơm và vị chua nhẹ. Nó rất là thơm. Dạ, cái này thì thường sử dụng cho khách Tây. Khách Tây họ rất là ưa chuộng. Dạ. Còn cái dòng còn lại thì là mình đều có là mix hai loại là với nhau. Dạ, bên này là cái dòng hạt và dưới này là cái dòng bột của bên sản phẩm bên Laman Cà Phê. Dạ. Thì bên mình còn cái gì đặc biệt nữa các bạn giới thiệu cho các bạn? Bên em có một dòng rất là đặc biệt, có nghĩa là bên em được chứng nhận đầu tiên sản phẩm organic đầu tiên của Việt Nam. Dạ, yeah, nó là một doanh nghiệp duy nhất là đầu tiên ở Việt Nam là được chứng nhận organic từ nông trại cho tới các quy trình chế biến rồi ra tới sản phẩm. Dạ, yeah, đây là cái dòng cà phê organic. Cái này là dòng hạt và hòa tan, và cái kia là dòng bột. Dạ, yeah. Và bên em cũng có ra những cái sản phẩm hộp quà tặng. Dạ, yeah. Cái hộp này á, là hộp quà tặng hoàn toàn về organic. Dạ, nó vừa có hạt, vừa có bột, vừa có hạt tan và có thêm một cái phin vàng và một cái máy xay để cho những người nào mà ví dụ như mình thích dùng hạt nhưng mà về ở nhà thì rất là bất tiện vì mình không có máy, thì nó lại có cái một cái gọi là cái máy xay tay cá nhân. Dạ, là cái như thế này, là mình có thể bỏ hạt vô và mình xay. Mình cho mình xem cái máy chứ. Dạ. Ồ, đây là một trong cái thông tin mới cực kỳ cho bạn nhá. Dạ. Thế là nếu như cái này mà mình lắp vô, mình sẽ bỏ hạt và mình xay. Mình bỏ một cái máy hạt. Tức là nếu các bạn mua hạt về thì bên hãng sẽ tặng luôn một cái máy xay. Cái máy xay. Dạ. Ok, đây mình cho các bạn xem đây cái máy xay. Đây là cái máy xay. Đấy, các bạn xay. Còn mình bỏ hạt đây mình xay đúng không? Dạ, đúng rồi. À đây cho đây. Cái sản phẩm đấy. Tức là dạ, cái sản phẩm quà tặng ha. Nó sẽ dùng cho cái dòng hạt như thế này. Trong đây là hạt và mình đúng bỏ rồi. Đây máy xay để mình mua sản phẩm hạt về. Dạ. Mình dùng máy này mình xay luôn. Đúng rồi. Và nó tất cả nó đều nằm ở trong cái quà tặng hộp. Ở trong cái hộp quà tặng như thế này. Ok, rồi có một thêm tin rất là quý. Có những người dân chi kỷ đam mê cà phê các bạn nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Cái hàng này là bên em là máy xay nhập khẩu. Rồi mình hôm nay mình biết thêm một cái thông tin như vậy là rất là quý. Đó là một cái hàng gọi là lấy mắt cung cấp là một cái bộ sản phẩm hộp quà organic. Chỉ duy nhất tại Việt Nam, bên công ty em đạt chứng nhận của organic tại Mỹ, okay, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Duy nhất một mình Việt Nam, chưa ai dám khẳng định điều đó, và ở Laman Cà Phê hãy dám khẳng định điều này. Dám khẳng định đây là cà phê organic. Dạ. Đúng rồi, một thông tin từ Laman Cà Phê. Đây, cà phê organic cực kỳ tuyệt vời. Đây là những cái chứng nhận bên em đạt được. Đây là chứng nhận organic của Mỹ đây. Chứng nhận của Nhật Bản này, của EU này, của EU Nhật Bản này. Và chứng nhận của Hàn Quốc nữa. Và rất nhiều những cái chứng nhận từ các quốc gia có cái một cái chứng nhận về an toàn thực phẩm rất là khắt khe. Vâng, đây là theo cái hệ thống máy Robust của Đức. Nhập hệ thống Robust của Đức về để sản xuất là rang xay, hệ thống rang xay mình lấy theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của công nghệ về đây để mà làm ra những hàng. Đây là cái nhà máy rang xay của bên em. Dạ. Vâng, ok, hôm nay thì những clip thăm một cái gian hàng cũng rất vui và để các bạn cung cấp những cái thông tin. Và các bạn có ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới và đồng thời đừng quên là like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Nguyễn Văn Nam TV. Và các bạn bất
có bất cứ một cái thông tin nào mà các bạn thắc mắc thì hãy comment bên dưới. Mình sẵn sàng nếu như cung cấp cho các bạn được cái thông tin nào về sở thích, về cái cà phê, mình sẽ cố gắng cung cấp đến các bạn. Và những người yêu thích và đam mê tri kỷ về cà phê thì mình sẽ cung cấp đến các bạn, với hy vọng là những người yêu thích cà phê các bạn nha. Còn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.